Rồi sau đây xin giới thiệu với các bạn cái máy phát điện hiệu Volga. Model nó là AO4500i. Sau đây hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Đầu tiên trước khi sử dụng thì mình phải kiểm tra xăng nhớt. Thì nhớt máy ở đây, phía sau đây có nắp nhớt. Mình mở ra mình châm nhớt vô đây khoảng 600 ml nhớt. Sử dụng nhớt 4 thì. Sau đó đóng nắp lại. Ở mặt phía trước đây là bảng nắp lô. Nắp lô thì ở đây cái núm tròn lớn này nè. Cái nút đỏ này ở vị trí ốp là vị trí tắt máy. Khi mà muốn khởi động máy thì mình phải dặn sang vị trí ống e. Ống e sau khi máy nổ xong mình dặn qua vị trí run. Bây giờ mình đóng e để mình khởi động máy. Ở đây là chế độ eco, chế độ tự động điều khiển. Khi mà khởi động lại thì mình cũng dặn cái nấm đỏ này dặn vị trí đóng e ở đây, sau đó mình khởi động.